Hello cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ quay video một ngày làm việc ngày Tết, ngày 24 Tết âm lịch của Lonabet cho cả nhà xem. Ngày 24 Tết nó quá bận rộn nha. Lịch giới thiệu cả nhà, đây là chị chủ của Luna, đây chị chủ thì cũng là khách nè, nhà thấy không? À, sếp của Luna, chị chủ mà vẫn phải đang cắt từ 10 giờ sáng cho tới tối. Đây là bạn hóa nè. Đó, bạn này là cắt từ 10 giờ sáng cho tới 1 giờ sáng. Tới 11 giờ đêm. Chưa xong. Đó, cả nhà thấy không ạ? Tết nhất rồi có mèo rất chi là nhiều. Nên là rất chi là tắm rửa rồi làm vệ sinh. Đó, cả nhà có thể thấy ha. Rồi, đây là bạn Golden nè. Đây là bạn Golden ha. Thấy nhìn cái mặt nữa nè. Cả nhà có thể nhìn thấy cái mặt nó nha. Nó ngồi như vậy á mà cả nhà có để ý thấy cái son của nó không cả nhà? Nó ngồi á, nó nhe răng ra, nó cười, nhưng mà cây son của nó vẫn ra. Đấy, bạn này là bạn ăn. Bạn này chưa có người yêu. Đấy, bạn Golden nè. Đấy, nhà đấy à. Golden thì rất là dễ thương nha. Đây bạn này là bạn Ốc Sóc. Bạn này là hồi cách đây một tháng mình có quay video tắm cho bạn này rồi nè cả nhà. Hình như là video đó đăng lên được tháng rồi đó. Đó, này Ốc Sóc. Đây, này là bu đồ nha, cái mặt đó cả nhà. Cái mặt này là chưa cắt nha. Mông quả đào cả nhà có để ý thấy không ạ? Đấy, mông quả đào nha cả nhà ơi. À, mông quả đào. Còn bạn này thì xưa giờ là lông lúc nào cũng ngắn ngủn. Cả nhà nhìn thấy cái mặt nó ha, rất chi là bạn này hình như là thái giám nè. Đấy, đó cả nhà thấy ha. À, lại thêm một bạn nữa là vừa mới tắm xong đi vô nè. À, hình như là cũng không sóc đó cả nhà. À, Golden nè. À, Golden nè. Golden này là chưa lớn nha. Đấy, nhìn Golden. Còn cái bạn đầu chọc đó là mình đó cả nhà. Còn cái bạn đầu chọc ở trong gương đó là mình nha. Mình cũng vừa mới cắt xong á, mình cũng vừa mới được cắt tỉa xong á, cắt tỉa lông xong á, cho nên đầu trọc. Đó, cả nhà mình thấy ha. Đấy. Đấy, bạn Phúc Sống nè. Đấy, nhìn cái mặt nó nè, đúng mặt cáo luôn cả nhà ha. Nhìn mặt nó mặt cáo nè. Đáng yêu ha. Cái mặt này là rất chi là cô em và cô ai que. Bạn
bộ đồ này là trường cắt lông nè, với con nhuộm này nè. Đó, cả nhà cũng có thể thấy à, là được nhuộm tai ha, nhuộm tai với đuôi nha. Còn đây là bạn mèo nè, mèo hình như là bạn này là bạn mèo rát đôn nè cả nhà. Mèo này là mèo rát đôn đấy nhá, đúng không ta? Không phải, không phải mèo rát đôn. À đây, mèo này vừa mới cạo lông nè, cạo lông ăn Tết nè. Đây, ở dưới này đang có bạn này là bạn Châu Châu nha cả nhà. Đây là dòng chó Châu Châu, nhìn cái mặt nó. Mặt chó nó giống như là mặt chó ngao Tây Tạng đó cả nhà. Đây là Châu Châu. Lưỡi là lưỡi thâm nha, lưỡi đen nha. Lưỡi tím. Dòng chó này á là theo như mình tìm hiểu trên sách giáo khoa á, thì đây là dòng chó của hình như là của Trung Quốc. À, mình thấy trên sách giáo khoa ghi vậy á, là dòng chó Châu Châu thuộc dòng chó có nguồn gốc từ Trung Quốc nha. À, Châu Châu. Đây là một trong những dòng chó cũng khá là dễ thương, nhìn nếu mà nhìn từ xa là tưởng là sư tử cả nhà. Ha. À, đây là bạn này là hình như là bạn này mình không nhớ, hình như là bạn này lai nè, đây bạn này là bạn mua đồ nè, bạn này là bạn mèo anh nè, còn bạn này là bạn lắm miệng nhất nè, lắm miệng hả cả nhà, đấy không ạ? Quay video cho nó mà nó cứ sủa lắm miệng. Đây, còn giới thiệu cả nhà, đây là cô Ghi nhá, đây là chó cô Ghi, đây là con gái của mình cả nhà, đấy không ạ? Con gái của mình mà mình đang còn phải cho nó vào trong cái lồng này nè. Đó, con gái mình á. Đợt trước á, ở trên kênh mình có đăng những cái video về mấy đứa con của nó cả nhà. Đó, nó đẻ ra 6 đứa con, mình có đăng lên trên kênh video của mình nhá. Cả nhà có thể xem lại ha. Đó, đây là tên Ca nha. Đấy, con gái mình. Ca. À, bên này cũng có bạn cô Ghi nữa nè, cô Ghi đang nằm nè. Đó, cô Ghi đang nằm ở phúc sóc nè. Rồi Bùn Phát này cả nhà. Đấy, Bùn Phát. Ông này thì ông lau cá lắm. Ông này rất chi là lau cá. À, ông này lau cá lắm nha. Đấy, rồi quay trở lại. Thì đây là khung cảnh một ngày làm việc của các bạn ngày Tết ở như Lona, khá là bận rộn. Đấy, hôm nay 24 Tết rồi chứ, mà rất chi là bận rộn ha. Mình tranh thủ mình xuống mình quay video cho cả nhà xem thôi, chứ mình đứng đây lâu các bạn lấy dép các bạn ném mình chết chết nhiều đúng không ạ? Đấy thì cả nhà thấy không ạ? Sau khi cắt tỉa lông xong á thì đưa qua cái này để cái background này để chụp hình ngày Tết. À, mình cắt tỉa xong là mình đưa qua đây mình chụp hình. À, chụp hình là các bé ha. Đấy, các bạn nào thấy trang trí background Tết, hoa đào xuân về này nọ các kiểu khá là đẹp ha. Đó, cả nhà thấy ha, đây là khung cảnh một ngày Tết ở New Lona. Thì cả nhà nếu mà ai có nuôi chó mèo á ở như Nha Trang mà muốn tắm rửa chó mèo thì ghé 103 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. Đấy, đưa qua bên này bên mình cắt tỉa cho ha. Còn bạn nào muốn mua chó mèo cũng cứ chạy qua đây, chạy qua 103 Ngô Gia Tự. Đó, bên mình có bán chó bán mèo. Đấy, bao uy tín, bao đổi trả, bao bảo hành cho cả nhà nha. Còn bạn nào bạn nào mà muốn có người yêu đấy cũng chạy qua đây luôn. Bên này có mấy bạn đang ế, chưa có người yêu,
qua đây mình giới thiệu cho. Đó. À, cả nhà này thấy ha. Đấy, các bạn là đang mài móng. Cái này gọi là đang cạo, này gọi là đang cạo lông bàn chân nè. Đang cạo lông bàn chân nha. Rồi còn cái này là đang mài móng nè. Đó, cả nhà này thấy ha. Đang mài móng chân. Đó, cắt xong là mài. Đó. Còn bên này thì đang cắt mặt nè. Rồi đừng xa xa đó, xa xa kia thì đang sấy khô lại, sấy khô, chải lông rối ha. Đó. Đó, cả nhà mọi người thấy khung cảnh một ngày Tết khá là tấp nập. Bên này thì các bạn cắt tỉa lông, người vệ sinh tai. Còn tắm là ở bên phòng tắm ha. Tắm là có phòng tắm riêng. Đó, cả nhà có thể thấy ha. Đó, sau khi mà mình cắt tỉa lông xong á thì xong rồi mình đem qua, đem xuống để trả cho khách hàng. Đó, cả nhà thấy nè. Cái thằng bún Pháp này nè. Nó đang nằm này cả nhà. Ăn no nằm nè. Còn con này là lắm miệng nè. Đang chờ để cắt nè. Đang phải chờ để cắt để tỉa ha. À, mấy bạn này đang trong lòng này là đang chờ để cắt tỉa nha cả nhà. À. Nhà ngồi thấy ha. Thì dòng golden nè. Nhà bạn nào mà nhà rộng, đấy, có nhà riêng, nhà rộng thì nuôi golden thì thoải mái. Còn bạn nào mà ở chung cư với phòng trọ thì mình nuôi golden là không có phù hợp ha. Đấy, bạn nào mà ở phòng trọ thì ở phòng trọ chung cư thì có thể là cân nhắc là nuôi chó poodle hoặc là mèo ha. Đấy, poodle hoặc mèo. Đấy, cứ nuôi poodle là tốt nhất. Đấy, giá thành rẻ mà ngoan hiền. Tối ngủ còn có đứa ôm nữa ha. Chứ đừng có nuôi golden hoặc là Alaska vào chung cư làm gì á. Người ta thứ nhất là người chung cư người ta không có cho nuôi chó. Mà nếu có cho nuôi á, cho nuôi chó nhỏ chứ không cho nuôi chó to ha cả nhà ha. Mà golden là dòng chó lớn rồi. Đấy, golden ha. À, châu châu. À, thằng này là châu châu nha. Đấy. Đây. Thằng này là châu châu. Cả nhà có thể nhìn thấy mặt nó nha. Mặt nó nhanh nhanh nhanh. Mặt như mặt khỉ. Mặt nó nhanh y chang như mặt mình vậy. Mặt mình lộn lắm lúc cũng nhanh y chang vậy. À, thằng này là châu châu. Để cho cả nhà xem ha. Rồi. Ok. Đây. Cho cả nhà xem. Thêm một lúc nữa thôi. Rồi mình đi lên. À, cả nhà có thể thấy ha. Đấy, cái bạn này u đồ này lúc nãy cái mặt nó lông lá không nhìn nó xấu đúng không, bây giờ cắt tỉa đi lại nhìn thấy nó đẹp lại liền ha. Đó, cả nhà nếu mà yêu thích kênh của Lona cả nhà nhớ ủng hộ cho mình một đăng ký nha, một lượt subscribe để cho mình đạt được cái nút bạc nha cả nhà ơi. Để mình đạt được cái nút bạc mình treo tường ha. Đó, cả nhà có thấy ha. Rồi. Rồi ha. Ok. Ok, hello, xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà ơi. Bye bye.